Hơn nửa tháng sau khi thông tư 18 quy định về việc bắt buộc xe container phải đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải có hiệu lực, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội đã nhận được khá nhiều thông tin phản ứng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiệp hội này cho biết, phần lớn các doanh nghiệp đều đồng tình với quy định phải siết chặt hoạt động vận hành hàng hóa bằng container, nhưng phải có lộ trình rõ ràng. Cái việc mà từ mùng 1 tháng 10 là các xe container hoạt động phải có giấy phép vận tải, chắc chắn là chưa làm. Mà có làm thì cũng nhỏ lẻ, không đáng kể. Bởi vì cái số lượng container đặc biệt là các cảng thì rất lớn. Ví dụ như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, còn Hà Nội cũng có nhưng mà không lớn lắm. Đấy là một thứ chúng tôi là cần thiết nhưng không thể làm ngay được mà nó phải có lộ trình. Theo ông Liên, không chỉ quy định bắt buộc xe container phải có giấy phép kinh doanh mà ngay cả quy định lắp hộp đen cũng đang bộc lộ nhiều bất cập. Và Việt Nam bây giờ không phải đợi đến khi Bộ Giao thông có văn bản mà các cái nhà doanh nghiệp mà làm ăn nó chuẩn tắc thì họ đã lắp từ trước rồi. Và chính họ lắp từ trước cho nên nó mới sinh ra một cái việc khác. Tức là đến khi Bộ Giao thông ra cái quy chuẩn thì những người lắp từ trước lại không hợp với quy chuẩn, cho nên cần phải điều chỉnh lại. Đấy là cái vấn đề. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc xe container phải gắn hộp đen và dán phù hiệu kinh doanh quản lý là quy định bắt buộc, trước sau cũng phải triển khai để siết chặt quản lý, giám sát loại phương tiện này. Cũng theo Thanh tra Bộ, thời gian trước do lơi lỏng quản lý đã dẫn tới thực trạng xe container chở quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ tràn lan, gây tai nạn thường xuyên. Vì thế, dù muốn hay không, thời gian tới, hoạt động xử lý sẽ vẫn được siết chặt. Những cái sai phạm này thì một cái hành vi vi phạm là thiết bị giám sát hành trình, nhưng có hai đối tượng phải bị xử lý. Một là người lái xe và hai là tổ chức của cái người chủ phương tiện đấy, hoặc là cái chủ phương tiện đấy nếu không có cũng bị. Thì hiện nay luật cũng đưa vào hai cái đối tượng đấy, nếu mà không thiếu hoặc là thiết bị giám sát hành trình mà không đảm bảo quy chuẩn thì hai cái đối tượng đấy đều là đối tượng vi phạm và phải xử lý. Nâng cao công tác quản lý, chấn chỉnh các sai phạm của xe container là việc làm hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh số lượng phương tiện này ngày càng gia tăng và đang tồn tại nhiều khe hở trong quản lý kinh doanh. Vậy nhưng, việc thực hiện không đưa ra những lộ trình cụ thể thì quy định lắp hộp đen và bắt buộc phải có phù hiệu kinh doanh hiện mới chỉ được các doanh nghiệp thực thi trên giấy.